Thưa quý vị, có hơn 2 phần 3 người Mỹ bày tỏ sự quan ngại của mình về tác động tiêu cực của trí tuệ nhân tạo AI. Trong khi đó, 61% người lại tin rằng AI có thể đe dọa đến nền văn minh của loài người. Và đây cũng chính là kết quả thăm dò ý kiến công chúng do hãng hàng không Sorry, xin lỗi quý vị là do hãng thông tấn Reuters kết hợp cùng với công ty nghiên cứu thị trường IBSOS tiến hành tại Mỹ. Những lo lắng trong xã hội tăng cao là do hiện nay đang diễn ra cuộc chạy đua quyết liệt giữa các hãng công nghệ để tạo ra các ứng dụng AI thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của con người. Những công ty công nghệ hàng đầu như Microsoft và Google đang ráo riết cạnh tranh nhau kể từ khi ứng dụng ChatGPT được tung ra. Hiện đây đã là ứng dụng tăng trưởng nhanh nhất mọi thời đại. Quốc hội Mỹ đã phải tổ chức các cuộc điều trần về những rủi ro tiềm tàng từ AI. Nếu công nghệ này mà đi sai đường thì nó sẽ đi rất sai. Chúng tôi muốn lên tiếng mạnh mẽ về điều này. Chúng tôi muốn hợp tác với chính phủ để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Các nhà khoa học và cả giám đốc điều hành của OpenAI hiện đều đang đề nghị chính phủ Mỹ đưa ra các quy định kiểm soát AI nhằm bảo vệ công chúng khỏi các nguy cơ tiềm tàng. Các nhà khoa học tin rằng nếu làm được những điều này thì mối lo hiện tại về AI sẽ được chuyển biến thành sự hứng khởi do AI tạo ra sẽ nhiều nguồn lực hơn để phục vụ con người một cách an toàn.